Ui! Hard luôn. Chạm chắc lên ga đi được anh. Được rồi. Được rồi, so với xe Nhật rồi. Tôi lên có phải 300 mấy giờ lên rồi. Hôm em chạy trong nhà máy được 100 mấy. Ok, hôm nay thì tôi đã cầm lái chiếc Mazda CX-8 vừa mới ra mắt, và đây là bản cao nhất, bản premium all-wheel drive. Và đương nhiên rồi, trên mẫu xe này thì có rất nhiều công nghệ, đặc biệt là công nghệ hỗ trợ người lái. Giới thiệu Ford EcoSport mới. Không chỉ linh hoạt, Ford EcoSport mới, chuyên gia đường phố của bạn. Xin thưa với các bạn là hỗ trợ nhé, bao gồm là cảnh báo, nhắc nhở và hỗ trợ, chứ nó không phải là thay thế cho chúng ta. Và cái hệ thống đầu tiên mà tôi muốn thử chính là hệ thống Adaptive Cruise Control trên mẫu CX-8 này. Và các bạn sẽ thấy rằng qua cái góc máy của Go thì đây là con đường cao tốc từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi với một đoàn xe nó khoảng 7 chiếc. Rất vui là sẽ có những chiếc xe chạy trước và những chiếc xe chạy sau để tôi có thể thử. Đầu tiên là sẽ thử cái hệ thống MACC nhá. Bật lên này, bật vào đây ạ. Nó sẽ có tăng giảm khoảng cách, tăng giảm tốc độ là bên phải này nhá. Rồi, set tốc độ này, cộng trừ này. Rồi, set khoảng cách xe thì nó có khoảng 4 mức gì đấy. Đấy, nhìn cái vạch trên cái màn hình hiển thị trên kính lái các bạn sẽ thấy. Và nó sẽ tự phanh, cộng với hệ thống hỗ trợ giữ làn đường thì ta sẽ xem nó lái tự động như thế nào. Rồi, nó vui rồi, bản tự động nha, chứ hỗ trợ thôi chứ không phải là thay thế. Các bạn sẽ xem được. Đấy, ví dụ như chiếc xe phía trước mà tôi tăng cái tốc độ lên 145, nhưng xe này tốc độ thực tế của xe chỉ là 96-97 km/h, do nó phải duy trì cái khoảng cách xe với phía trước. Nó sẽ chạy bám và tôi sẽ, ví dụ như tôi sẽ thu hẹp khoảng cách lại này. Đấy, thì tốc độ nó sẽ tăng lên. Đấy, ga đấy. Thả chân luôn đấy các bạn thấy. Thả tay. Cái vấn đề là nó sẽ hỗ trợ giữ làn này lái như thế nào đó. Ở tốc độ hơn 100 thì cái khả năng đỡ lái của nó sẽ không còn chính xác như tốc độ thấp. Ví dụ như chiếc Volvo mà tôi đã thử trên những cái cua nó hơn như này một chút thì ở tốc độ khoảng 124 vẫn ok. Tôi sẽ tăng khoảng cách cho nó an toàn hơn. Đó, phanh phanh không ạ? Phanh. Bồi hồi phết. Nên nhớ là hỗ trợ chứ không phải là thay thế. Hold the steering wheel này. Đấy. Đề nghị là bạn phải cầm lái ngay. Nhưng thử không nghe lời một phát xem như thế nào. Có nguy hiểm không ạ? Đấy, tốc độ tôi yêu cầu là 120, nhưng mà thực tế là 100 mà. Đấy đấy đấy, đánh nhá, chân không hề thử luận. Đấy, liều một lần xem độ ta hay độ xe nào. Ôi lệch rồi. Đấy, như vậy là rõ ràng là tốc độ cao rồi đường xuống dốc rồi đường quá cong thì ở tốc độ cao sẽ yêu cầu người lái, nhưng mà ở tốc độ thấp hơn tôi nghĩ là cái tốc độ hoạt động tối ưu của nó đâu đó khoảng 90 km/h chẳng hạn. Giới thiệu Ford EcoSport mới. Không chỉ linh hoạt, Ford EcoSport mới, chuyên gia đường phố của bạn. Bạn sẽ thấy là tốc độ là 120 km/h tôi yêu cầu, nhưng mà do có xe phía trước và tốc độ thực tế của xe chỉ là 109, hơi lệch là làn rồi, cua quá, tốc độ quá cao sẽ yêu cầu người lái. Nên nhớ rằng đây là hệ thống hỗ trợ giữ làn đường chứ không phải lái bán tự động đâu. Nhưng rõ ràng là trong một số tình huống thì chúng ta sẽ thấy rằng, ví dụ như nhỡ chẳng may đang đi điện thoại tinh tinh làm phát 10 tỷ chẳng hạn, thì khi mà nhỡ chẳng ai nhìn xuống màn hình này thì mà đang chạy tốc độ cao thì nó đỡ lái, trong những cái tình huống như thế thì rõ ràng là an toàn hơn nhiều. Các bạn nên nhớ rằng ở tốc độ 100 km/h thì chỉ cần một tích tắc thôi, nếu như không may mắn thì có rất nhiều những cái vấn đề có thể
xảy ra. Vì vậy đây là hệ thống, tôi xin nhắc lại là hệ thống cảnh báo, nhắc nhở, cảnh báo và hỗ trợ, chứ nó không thay thế nhá. Đó, chiếc xe chen vào giữa và tốc độ giảm xuống. Ví dụ như chiếc xe đang chạy trước mặt tôi, chiếc xe màu xám mang số thứ tự 3 mà lách ra bên phải thì lập tức tốc độ xe này sẽ tăng lên, bởi vì tôi đang yêu cầu xe là chạy 120 km/h. Đấy, các bạn sẽ thấy rất rõ qua cái màn hình hiển thị trên kính lái. Và một trong những cái công nghệ khá hay trên cái mẫu xe này, CX8 này, chính là hệ thống hỗ trợ phanh tự động trong phố, tức là cái tốc độ thấp đi trong phố thì nếu như chúng ta nhỡ chẳng may lơ đễnh một chút không kịp phanh thì sẽ hỗ trợ phanh. Hỗ trợ thì nha, chứ không thay thế. Thì những cái chức năng như vậy thì tôi nghĩ rằng các điều kiện ở nước ngoài ấy, thì về cái đường xá hạ tầng rồi quy tắc quy định biển báo giao thông rất rõ thì cực kỳ hữu dụng, bởi vì tôi đã thử những cái chức năng đó ở trên tại Tây Ban Nha rồi, nó tự phanh luôn đấy, mình thử quên cái là nó cũng phanh thật. Xe trước tăng tốc, xe này tự tăng tốc theo, nhưng mà tốc độ quá cao. Khi mà sử dụng cái chức năng hỗ trợ giữ làn đường này thì khi các bạn chuyển làn chẳng hạn thì sẽ có cảm giác nó hơi giằng lái, đơn giản bởi vì là nó sẽ hiểu rằng chệch làn. Vì vậy nếu như trong cái điều kiện giao thông đường, các cái vạch chỉ đường không rõ ràng rồi các cái làn vân vân thì chúng ta nên tắt cái chức năng đi, có thể bật và có thể tắt. Đoạn cua này xem 96 km/h đỡ như thế nào đây, có đỡ được không? Chung trên những cái mẫu xe hàng chung với những công nghệ như thế này cũng đã là tuyệt vời rồi. Đấy, cam 360 chất lượng cam cũng bình thường thôi, nhưng mà đủ để thấy các góc. Nét như 4K, 8K thì chắc lại phải như xe Đức. Và những cái thử nghiệm mà tôi đã chạy thử trên cái đường cao tốc ấy thì các bạn sẽ thấy rằng là đó là cái thử nghiệm rất là thực tế. Và vừa rồi thì tranh thủ cà phê thì mình có hỏi các kỹ sư thiết kế ra chiếc xe này, thì các bác ấy đã thông tin chia sẻ như thế này là cái hệ thống hỗ trợ giữ làn đường ấy, nó sẽ hoạt động tối ưu nhất trong cái khoảng 60 km/h. Đấy. Và thực tế là trong điều kiện sử dụng thì đối với các chị em đi mà chưa quen với cái công nghệ này thì chúng ta cũng nên làm quen. Tất cả những công nghệ chúng ta đều phải làm quen, bởi vì cái hệ thống này nó đã can thiệp, tức là nó giằng lái ấy, rất rõ rệt luôn. Còn về cái hệ thống Smart Brake City hỗ trợ phanh ấy, thì đối với giữa xe và xe, tức là ở phía trước chúng ta là một chiếc xe, thì cái tốc độ của để nó hoạt động được là 4 đến 80 km/h. Còn đối với người phát hiện người đi bộ thì cái giải tốc độ của nó là 10 đến 80 km/h. Xin thưa rằng các bác ấy cũng rất cẩn thận và phải dở một cái tập tài liệu, tôi nghĩ rằng cũng phải 999 trang ra. Đấy, người ta trả lời một chỉ số gì gì đấy là đều có tài liệu kỹ thuật đi kèm. Rồi, và để nói về cái CX8 này thì các bạn sẽ, nếu mà dùng một cái từ khóa, những cái cụm từ khóa mà nói, thì tôi nghĩ rằng đây là một mẫu thiết kế trẻ trung này, nhiều công nghệ, nó sẽ thiên về nhiều công nghệ thông minh hỗ trợ nhắc nhở cảnh báo người lái. Chọn màu gì chưa anh? Đây, đang lấy cái màu này đây. Màu đấy đẹp đấy nhở? Anh đưa máy đi. Màu này qua là xanh gì? Màu này nó là màu xanh gì anh? Chưa hả? Anh thấy chọn màu này nè. Anh lấy bản cao nhất à? Một bản cao nhất, 1, 2, 3. Giá như vậy thì anh thấy nó
giá ổn, giá ổn đúng không? Nói chung là so với hàng xúc cái này ok. Giá ổn so với đồ xúc rồi công nghệ nhỉ? Đúng rồi. Ừ, đấy. Nói chung là so với cái dòng này là mình cảm thấy là nó phù hợp. Anh hôm nay anh lái thử chưa? Anh lái rồi. Được không anh? Được. Được đúng không? Nói chung là nó chưa có đường đi được đường dài với cả cái chỗ gồ ghề nhiều. Vâng. Nó phải đi gồ ghề nhiều thì mình mới cảm nhận được cái cách âm của nó. Tại vì mới có cái mấy cái gờ ấy thì nó chưa đủ lắm. Vâng. Ok nhưng mà ok. Ok đúng không? Nhưng mà ổn. Vâng, ổn. Anh là ở Hà Nội vào Vũng Tàu. À Vũng Tàu. Ui, Vũng Tàu bay ra đây. Bay chứ. Ui. Bay. Vâng, thôi chúc mừng anh nhá, tới okay, nhận xe là phải. Chúc mừng. Ok. Đó. Giới thiệu Ford EcoSport mới. Không chỉ linh hoạt. Ford EcoSport mới. Chuyên gia đường phố của bạn.